Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Mấy Phương đây, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy 4 cái vật phẩm như trên thumbnail video nha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào tựa game này. Mình nghĩ là các bạn nào mà theo dõi những YouTuber nước ngoài thì cũng đã biết rồi đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mà chưa biết. Thì các bạn đi đến chỗ này cho mình, sau đó thì click vô chữ limo và nó sẽ hiện một cái bảng, và chúc các bạn sẽ nhập cho mình 4 cái code này. Đầu tiên, cái code đầu tiên, Thing Gobom. Các bạn có thể là không cần ghi thường như mình cũng được, tại chỉ cần cúng ký tự chữ thôi. Còn mà in hoa hay này kia thì ghi thường vẫn bình thường nha. Ok, code đầu tiên. Đó, xuất hiện cái quy hiệu nè. Nó sẽ cho các bạn cái vật phẩm này. Ok, đến cái code thứ hai. Hết ít update đúng không? Đây là cái code thứ hai. Thành công. Bây giờ thì đến code thứ ba. Phật. Đây là cái code thứ ba. Đông. Ok, và chúng ta sẽ đi đến cái code thứ tư nha. Ý, của mình nó chuyển sang tiếng Anh cho dễ. Đấy, các bạn lưu ý là đã nhập đúng cho mình cái chữ số này nha, cái chữ này chứ, những cái dòng chữ này. Thành công. Đó, thì chúng ta đã nhận được 4 cái vật phẩm rồi từ trong cái tựa game này. Đấy, rất là dễ luôn đúng không? Vào game và nhập code thôi. Cái link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Và để mình lượng lượng xíu rồi mình sẽ vào phần avatar review cho các bạn xem. Play á, thôi cái này để sau đi. Và bây giờ mình sẽ vào phần avatar review cho các bạn 4 vật phẩm này nhé. Và mình đã đi đến phần avatar rồi. Có vẻ như Roblox đã cập nhật và không thể zoom to nhỏ được, nó chỉ bất động như thế này thôi. Và ok, thì chúng ta đi đến cái phần đuôi trước nha. Đây là cái code thứ tư mà mình hướng dẫn cho các bạn á, sẽ nhập được. Đáng lẽ ra thì cái đuôi này nó phải xích xuống một xíu nhỉ, nó đâu cũng mọc trên lưng. Rồi đây. Đó, nhìn kỹ thì sau cái này nó có mấy cái mặt gì nè, nó mấy con ma lửa. Rồi, tới cái phần ba lô. Đây là ba lô chúng ta sẽ nhận được. Hầm hồi năm ngoái thì nó cũng có một cái sự kiện tương tự như thế này, cũng vào game và nhập code. Để một lát nữa để mình mò lại coi là những cái code mà mình nhận được là gì nhờ. 3 cái đúng không? Còn một cái nữa. Cái thứ tư nó nằm ở cái phần này nha, shoulder. Hai cuốn sách. Đó, chúng ta sẽ nhận được hai cái đuôi, một cái ba lô với lại cuốn sách. Rồi giờ để mình tìm lại coi. Đây, cái này nè, mình nhớ không lầm là cái này thì phải. Cái này là nhập code cũng từ trong tựa game tương tự như thế mà năm ngoái, đúng không ta? Hay là cái này nè, với cái này nữa nè. Lâu quá rồi, nhiều khi bị nhầm lẫn. Cái này thì không có phần cánh là cái nào ta? Nè, cái này là ba lô mùa trước nè mọi người. Còn đây là ba lô mùa này. Nó có thêm chữ FX Astit vô. Với lại nó có cái này nữa nha.
Nó mình nhớ mày mại là năm ngoái này nó có gì á. Hết rồi, hình như là hết rồi. Ý, giờ mới để ý cái con Godzilla này nè. Ui nó to thế, to đến nỗi mà che hết luôn rồi này, mọi người thấy không? Trời ơi, che hết rồi. Ở đây thì nhìn có thể được cái phong dáng con Godzilla. Ok, và chúc các bạn nhập code thành công nha. Và sự kiện này là mình nghĩ là sẽ có thời hạn, nên là các bạn hãy tranh thủ nhập code để nhận được 4 vật phẩm siêu xịn sò này nha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.